Ngày 29 tháng 11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14,2 tỷ đồng, tiếp tục với phần xét hỏi. Bị cáo Nguyễn Minh Khải cho rằng tâm lý của bệnh nhân Việt Nam rất dễ. Trong khi đó, nếu khám cho bệnh nhân, bác sĩ sẽ biết được các chức năng khác không đạt nhưng sẽ không ai nói với bệnh nhân mà âm thầm điều trị vì lúc này trách nhiệm thuộc về bác sĩ điều trị chứ không phải đơn vị bán thủy tinh thể. Bị cáo Khải nói rằng, qua thực tế sử dụng đã có bác sĩ phản ánh về sản phẩm của công ty Codufa không đảm bảo chất lượng nhưng không lập biên bản để giải quyết. Ngoài ra, bị cáo Khải còn cho rằng bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh không phải là bị hại. Với vai trò là lãnh đạo bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh trước đó, bị cáo không nhận thấy bệnh viện có thiệt hại thực tế. Theo bị cáo Khải, bản thân bị truy tố không oan nhưng không đồng ý về kết quả thiệt hại từ sai phạm đấu thầu là hơn 14,2 tỷ đồng mà cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu. Theo cáo trạng, năm 2018, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 với mục đích can thiệp trái luật vào hoạt động thầu. Khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, bị cáo Nguyễn Minh Khải đã chỉ đạo bổ sung tiêu chí chấm kỹ thuật, ý kiến đánh giá của hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu để sau đó sử dụng hội đồng này loại bỏ nhà thầu theo ý muốn cá nhân của bị cáo. Sau đó, bị cáo Khải ký các hợp đồng mua bán tinh thể với hai công ty trúng thầu và thanh toán tiền theo các hợp đồng đã ký, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,215 tỷ đồng. Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Minh Khải có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, định hướng và can thiệp vào quá trình đấu thầu trái pháp luật.